Em chào cả nhà nha, chào mọi người. Bữa nay em đi câu cá nữa nha cả nhà. Cảnh cảnh này nữa nè. Cái này là đồ bình. Chơi của con. Em câu thì câu bằng cây câu trúc. Câu trúc mồi thì mồi dế nha cả nhà. Quay con này. Này đi với con gái nhỏ nữa nha cả nhà. Chào mọi người đi con. Chào cả nhà. Đây em câu mồi dế. Em câu trúc. Câu trúc em thường ngày câu quậy cả nhà. Bắt được một nữa. Trời ơi trời, cái gì vậy? Chưa, đừng có la. Ôi, cái cây bự. Cái cây bự này cả nhà. Dễ con câu bự đi. Ừ. Đi im đi. Đà chuông. Ê đứt. Ôi, ôi cái bự. Ôi. Ôi. Trời ơi, quá nó giật con cá bự đó nhà thấy không? Nè. Ôi, đánh kia luôn cái nhà nó giật đó. Hay quá trời, hay như vậy. Dạ. Ủa, nó bự nè, cái nhào lên nè. Ủa. Im mất rồi. Rồi chú bởi vô thôi. Đi xuống, đi xuống. Đó, thấy ghê không? Thấy tài không cả nhà? Mẹ, cổ mẹ không dính kìa. Ừ. Để im đó, để im đó. Để im đó coi. Câu cả nhà. Nè. Đứng câu đó. Rồi câu im đó, chị nào cá. Cá lâu rồi đấy nha. Của mẹ mới dính à. Còn ngoài bó không ngoài bản. Ui dính một con cá lắc. Những cái lắc con đó nha. Mẹ ăn đi. Thôi. Nè. Để đắng đi chút mẹ mới đây ăn. Cái cà phi. Cái cà phi. Ủa cá phi con cá hử. Cái cà phi. Cái cà phi đang thui lùi vậy cả nhà. Nó đang thui lùi nó mọc ú luôn á. Mẹ dạo nước đây nha. Hơi nhỏ đây nha. Thả nha. Dạ, nhảy con ghế vừa cái mắt con nó lại về đó. Ừ. Ê! Ôi, 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 con quắn nè. Ôi, con quắn dính nè. Ui, hay quắn. Ui, xuống giờ quắn hai dính hai coi con cá bự nữa cả nhà. Ui ui. Giỏi quá quán ơi, giỏi quá. Quán giật lên nó kêu ê. Nè cả nhà. Bự ghê không? Để em quay quán cho cả nhà coi nha. Rồi cô đứng câu đi. Chào cô chú. Con câu kìa, nó câu đó đó. Pha nó giật, nó chìm lên nó giật á. Rồi con để im như nào pha chìm giật nha. Dạ. Nè, nhà quay con cá nha. Ok. Cái gì nó dớt vậy? À hai gì ra rồi. Cái đó. Ủa, mẹ hay quá. Mẹ hay quá hả? Mà không bằng con. Con câu có bự, mẹ có cái nhỏ không à? Mẹ ơi. Đây nè. Đây. Thôi, xíu nhỏ. Đó. Thì nó lo giật. Rồi. Ôi ơi, con quắn. Xảy con cá bự nữa rồi cả nhà. Ôi ôi. Còn cái đuôi nó cũng ăn nữa, rồi thấy con câu đi. Câu cho cô chú coi đi. Ủa viên nó còn nhửa rồi trời. Thấy xuống. Ừ đó rồi thấy xuống đi. Thấy xuống. Chắc. Ừ đó. Chuyện nào phao chìm giật nha. Thôi nó không rồi. Ờ để đấy, ừ đấy đi, ừ đấy đó. Thế rồi viên dính lóc rồi sao? Dính rồi dính. Mi một cá bự bằng kia vô.
Ủa nhau vậy dai không? Hả? Nãy giờ mới dính này đó. Dai. Nãy giờ biết bao nhiêu con mồi dính được nó. Bự hơn cả nhà. Rồi em gỡ. Con mồi hết. Con mồi hết. Để xuống. Để xuống còn cái con kia, để xuống đi. Ừ. Để xác thằng ngoan chút. Ừ. Nhà mày. Đi bắt mồi cho quắn mà dính con nè cả nhà. Cái cậu em dính á, bắt mồi cho quắn mà dính nè. Con quắn dính con đó nè cả nhà. Nè. Hay chưa, hay chưa? Em gỡ ngày nay quay không kịp nữa, nó mất mồi của em. Rồi giờ bay nó luôn rồi khỏi, em khỏi câu luôn. Để xuống này hơi dính hả? Chị nào phao. Cả nhà ơi, khúc này em dính hai con cá cũng hơi to á. Nhưng mà không ga mới ngồi cùng lên, có nhà thông cảm nha, em cắt bớt khúc bớt nha. Cả nhà thông cảm cho em nha. Ừ, ừ, đi, đi xuống lỗ đó, ừ. Xích bớt, xích ra ngoài chút, thấy đường. Ừ, xích đó đó, ừ. Rồi, xong. Mẹ này. Đi im, rồi đó, đi xuống đi. Mẹ dừng trình chứ. Chị có gì heo con. Ui. Con cho mẹ nhìn thấy được. Con có đặt. Cái này cay quá cả nhà. Đây, béo nha. Rồi gỡ. Tụi con để xuống chơi, để xuống đi. Thôi em dính á. Không có dính, con mẹ đến đây rồi nè. Để xuống đi. Thôi con dính cái cây quá à. Ừ. Để im đi. Rồi, rồi. Cá bự luôn cả nhà ơi. Ui, 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 ui. Cá bự. Ui. Con cá bự. Trời ơi, trời tưởng xảy không ai vậy, dính nữa. Mấy cái bự. Ủa, sợ mẹ không vậy? Ờ, nè cả nhà. Tưởng xảy không mà cả nhà, ai về đâu nó còn dính dưới. Cá gồ. Mà cái này khó gỡ quá cả nhà. Ây da. Rồi mất tiêu quá rồi. Đây. Rồi cái này khó gỡ cũng chết luôn, nhánh nhau tùm lum hết. Ôi ôi, cá gì để xuống lên. Trời ơi, trời ơi. Ôi ôi, cá bự không à. Cá rô. Cá rô cả nhà ơi. Rồi gỡ. Rồi. Đừng có xảy nha. Kiếm được cây đâu mới chịu. Rồi, trở lại cái nhà. Dính cây hoài luôn cả nhà. Rồi con gãy nha. Hết rồi, vài con nó hết rồi. Vài con nó hết rồi vậy. Còn mấy con nó hết rồi. Ừ, cá rô cả nhà ơi. Con mấy hành giới thì về nha cả nhà. Cá bự, cá bự. Rồi, xong luôn. Mắt cái này không. Mắt tàu vừa mà xảy con cá thì chứ tức.
Trái bự dính lại nhỏ. Này mắc tai dưa nữa nè. Tai dưa ha, sấy cái bự tức thiệt chứ. Con này là con cuối cùng về cả nhà ơi, hết mồi luôn rồi, hết giới luôn, ý ra mô Phật vậy xíu, hết giới rồi cả nhà ơi, về chơi cả nhà có quán nha. Cho cả nhà coi cái hình quả cá này, cả nhà ơi chắc chết hết rồi quá, rồi chết thiệt hết trơn rồi, rồi cái phi này cũng chết luôn, mới rộng đây mà chết trơn trời. Như cái bữa này ai câu mình ta? Ờ mình câu. Ơi cái này có ngon không cái nhà ha? Quấn câu con nữa. Con nhảy. Quấn câu con bự nữa. Ừ, cái bự không cái nhà ha. Ừ, bự quá. Rồi cảm ơn cái nhà nhiều, bấm cho em một đăng ký cái nhà. Hẹn cái nhà video sau nha. À, này bự ghê ha. Nhiều cái bò. Rồi cảm ơn cả nhà nhiều nha. Hẹn gặp video sau. Cá kho tiêu, cà nướng. Mời cả nhà ăn nha. Cơm buổi chiều cùng em nha. Trứng ghê không này ha. Thank you.